luyện cùng với Hương Giang, các bạn chưa bao giờ sợ tập dưới mưa, chưa bao giờ sợ tập buổi đêm, chưa bao giờ sợ tập từ 5 giờ sáng cho tới 11 giờ đêm. Những cái ngày tổng duyệt liên tục là như thế, các bạn quá dũng cảm, và ngày hôm nay từng cái bước đi của các bạn khiến cho huấn luyện viên bạn rất là tự hào. Một lần nữa chị cảm ơn tất cả các em đã có mặt tại SEA Games 2018. Cảm ơn các em đã về đội của chị và cảm ơn các em đã tỏa sáng ngày hôm nay. Xin được cảm ơn huấn luyện viên Hoa hậu Hương Giang. Giang có nhắc đến những cái giây phút tập luyện rất là vất vả, và điều này thì Mỹ Linh hoàn toàn ghi nhận. Ngay ở trong cái sân khấu tổng duyệt của chúng ta 10 giờ đêm hôm qua thì Hương Giang vẫn còn đứng ở đây và chỉ đạo các thí sinh của đội của mình. Và Linh cũng nhìn lại hành trình ở Bảo Lộc thì trong những hình ảnh hiếm hoi xuất hiện ở phần đầu chương trình thì quý vị cũng có thể thấy là kỳ duyên cùng các thí sinh ở tại Bảo Lộc đã tập luyện dưới mưa rất là vất vả suốt cả một đêm dài. Với kỳ duyên ngày hôm nay, bạn nhìn thấy những cái kỹ năng nào, những cái tiêu chí nào ở thời điểm ban đầu bạn đặt ra mà các thí sinh chưa hoàn thiện được nhưng mà ngày hôm nay thì họ đã cải thiện ở trong cái đêm chung kết này, có thể chia sẻ với chúng tôi được không? Xin chào tất cả mọi người. Thật ra thì khi mà Duyên ngồi dưới này và nhìn ngắm tất cả thí sinh của mình thì Duyên thật sự cảm thấy rất là xúc động, bởi vì là Duyên cũng như chị Giang là hai người theo sát các bạn thí sinh từ những ngày đầu của những cuộc thi, và các bạn đã mắc những cái lỗi như thế nào từ những ngày đầu tiên, và ngày hôm nay Duyên nhìn thấy được cái sự trưởng thành của các bạn, cũng như là nhìn thấy được cái sự tin từ những cái bước chân, cũng như là từ cái thần thái gương mặt mà các bạn thể hiện, làm cho bản thân Duyên là một người huấn luyện viên thì Duyên cảm thấy là mình cũng khá tự hào về bản thân của mình, bởi vì mình đã có thể làm cho các bạn thay đổi cách bạn mục như thế. Và ngày hôm nay khi mà Duyên ngồi đây thì với cái đêm chung kết này thì Duyên không muốn là đặt nặng bất cứ hay là áp lực một cái gì cho các bạn cả. Duyên chỉ mong các bạn có thể thoải mái tinh thần, tập trung hết sức có thể và sáng tự tin trên sân khấu.